Xin kính chào tất cả các bác. Ở video clip này em sẽ làm một video giới thiệu cách đấu nối cũng như là cách sử dụng những chiếc âm ly Nhật hàng cổ và hàng đời cao. Nó sẽ chia ra làm hai loại. Thì trước khi các bác xem video thì các bác hãy nhớ nhấn nút đăng ký và bấm chuông theo dõi của kênh của em để nhận được những video sớm nhất và đầy đủ nhất các thiết bị âm thanh hàng bãi Nhật. Bên em chuyên cung cấp các thiết bị âm thanh hàng bãi của Nhật Bản. Và trong video này cái nội dung của nó thì toàn là những kiến thức cơ bản, nên là những bác nào đã biết rồi thì các bác xem cho vui, cũng như là xem để chúng ta cùng nhau trao đổi, để cho cái kiến thức nó ngày càng phong phú hơn và giao lưu với nhau với tất cả những tinh thần yêu audio. Và tiếp tục là những bác mà không biết thì trong video này sẽ được biết luôn những cái kiến thức cơ bản này, khỏi phải lên Google search hay là tìm kiếm ở trên mạng cho nó mất thời gian. Thì đây là những kiến thức cơ bản nhất mà những người chơi audio hàng bãi cần phải biết và phải biết. Nếu không biết thì không thể nào chơi được các bác. Đây là kiến thức cơ bản, rất là đơn giản thôi, nhưng mà có rất nhiều bác thì không va với audio, cũng như là chưa tiếp cận được với audio, nên là các bác còn lúng túng và chưa hiểu. Thì bây giờ em sẽ đi vào vấn đề. Em sẽ bỏ cái biển của em ra để cho các bác xem. Trước mắt các bác đang là ba chiếc âm ly. Ba chiếc âm ly này nó đại diện cho ba loại âm ly đang phổ biến nhất hiện nay. Thì đầu tiên là những dòng âm ly nội địa Nhật mà đời nó khá là cao. Đời cao nó có, thường đời cao thì nó có sẽ có cái chữ CD thì các bác cũng nhận biết nhé. Nó tất cả những con âm ly mà đời nó khá là cao các bác, đời nó cao các bác, thì nó sẽ thường nó có chữ CD các bác nhé. Và những con cổ hẳn thì các bác thì thường nó không có chữ CD, nó sẽ không có cổng CD, nó chỉ có tuner và aux thôi các bác, và phono. Đó. Thì những con đời cao thì sẽ có thêm CD nữa. Đây là cách nhận biết đầu tiên các bác nhé. Các bác biết được là có âm ly này đời cao hay đời cổ. Thực ra là nói đời cao nó vẫn là âm ly cổ các bác. Nghĩa là nó vẫn sản xuất vào những năm 19 bao nhiêu hay 18 bao nhiêu ấy, nhưng mà nó đời cao, nó thế hệ mới. Và tiếp theo là một dòng thế hệ cao nữa là dòng âm ly đa kênh, hay người ta còn gọi là âm ly số các bác. Và những con âm ly xử lý tín hiệu số, và những con âm ly này nếu các bác khai thác được thì chắc chắn các bác là nó sẽ có những vượt trội hơn so với những chiếc âm ly ở dần trên. Xin lỗi các bác, này em hơi ốm. Thì em sẽ nói ưu và nhược điểm từng con một trong lúc em giới thiệu các bác từng con một cách đấu nối. Thì em sẽ nói ưu và nhược điểm của con ý luôn cho các bác nhận ra luôn, chứ em không so sánh ba dòng này. Em nói ưu nhược điểm luôn để cho các bác tự nhận ra cái điểm ưu của mình cần dùng những loại âm ly nào. Đó, thì bây giờ em sẽ đi vào vấn đề với một chiếc, để em mở ngờ nhạc một chút. Với một chiếc âm ly mà đầu tiên là chiếc âm ly đời, những chiếc âm ly mà âm ly cổ đời cao, nghĩa là âm ly cổ nhưng mà đời cao các bác nhé. Âm ly nội địa Nhật cổ nhưng mà đời cao thì thường nó có chữ CD các bác. Đó, CD đây các bác. Thì các bác nhìn thấy CD các bác nhận ra là đây là con đời cao. Đó, thì đời cao thì có ưu điểm gì? Thứ nhất là linh kiện không bị lão hóa, nói chung là nó bị lão hóa ít hơn so với những dòng đời cổ hẳn như thế này. Và thứ hai là nó sử dụng những công nghệ cao hơn và nó nhỏ gọn hơn. Đấy, thì đó là cái ưu điểm chung. Và tất nhiên là nó sẽ có nhược điểm, là thứ nhất là thẩm mỹ. Thì em quay về mặt trước các bác xem đây. Thường những con âm ly mà đời cao thì thường nó màu đen các bác, thì thẩm mỹ nó không được đẹp. Đó, thẩm mỹ màu đen này thì thường dân Việt Nam người ta thích những con mặt trắng như này, mặt phai nhôm này. Thì đó là cái nhược điểm của nó. Và cái mạch thì chắc chắn với các bác là mạch của đời mới hay đời cổ thì chúng ta không cần quan tâm, bởi vì là các hãng đều là thiết kế luôn luôn tối ưu nhất có thể, nên là các bác quan trọng nhất là cái nhu cầu của mình thôi, chứ không cứ là con đời cổ hay con đời mới nó phải hay. Đó là cái quan điểm của em. Mà tiếp theo là quay về sau là em giới thiệu con này là cách đấu nối của những con âm ly cổ đời cao. Đó, đầu tiên thì các bác hãy chú ý cho em là nó có đường vào là phono này,
toner này, CD và AUX. Đây là đường vào của nó các bác nhé. Các bác để ý tất cả những con này là chữ nhật đây này. Nó là chữ nhật. Các bác không thấy chữ input đúng không? Ví dụ như con này là chữ của nó là không phải chữ nhật này, chữ tiếng Anh này thì nó ghi input, thì các bác có thể nhận diện ra được luôn đây là lối vào. Nhưng mà những con mà nội địa Nhật mà nó nội địa hẳn như này, nó toàn là chữ Nhật, thì các bác cũng đơn giản thôi, các bác chỉ cứ nhìn dưới cho em. Nó có chữ tuner, CD, AUX, chắc chắn đây là đường vào rồi. Còn cái phono này em đã có một video nói rồi, phono các bác không cắm nhá. Không sử dụng cái cổng phono này, nó không sử dụng cho tín hiệu đời mới bây giờ. Nên các bác không được dùng và nghiêm cấm dùng các bác nhá, rất là nguy hiểm. Không dùng cổng phono này. Đó, các bác chỉ lưu ý cho em thôi. Còn tuner, CD, AUX nó là một các bác. Nghĩa là cái chức năng của nó là một, các bác chỉ có thích cổng nào bác cắm cổng đấy thôi, không quan trọng. Ngay cả các bác cắm cả ba cổng, các bác chơi mỗi cổng một kiểu cũng được, không có sao cả. Đó thì em khuyên các bác nên chọn cổng CD hoặc cổng AUX để cho nó dễ nhìn các bác nhá. Tuner cũng được nhưng mà tuner nghe có vẻ các bác không quen. Đó, để CD hoặc AUX. Thì ví dụ các bác cắm được cổng CD này các bác nhá. Ví dụ bây giờ em cắm đây là một cái dây tín hiệu từ điện thoại đây các bác. Đây. Dây tín hiệu ngoại vi đây, nó gọi là dây tín hiệu ngoại vi. Em lấy điển hình là chiếc dây tín hiệu từ điện thoại. Thì các bác cắm đỏ vào đỏ, trắng vào trắng, rất là đơn giản các bác. Đó, đây các bác nhìn thấy CD chưa? Đó, CD đấy các bác nhá. Thì CD đấy thì các bác ngoảnh đằng trước cho em. Các bác ngoảnh đằng trước, nó cũng có chữ CD đấy các bác. Đây để em cho các bác xem. Nó hơi tối các bác nhá, để em quay cái âm đi. Đây các bác. Thì đây, đằng trước nó cũng có chữ CD đây các bác. Cũng có AU tương ứng là AUX này, CD này, tuner này, phono. Thì các bác cắm cổng nào trong ba cổng AUX, CD, tuner thì các bác nhấn cái đó. Đó, ví dụ em cắm CD thì em nhấn CD. Nếu em cắm AUX em nhấn AUX. Đó, nhấn nghĩa là chúng ta cổng vào là nó ở đây. Các bác nhìn thấy chưa? Input này, select này. Đó, các bác thấy chưa? Input select này, nghĩa là lối chọn lối vào này các bác. Đấy, CD, các bác em cắm CD em chọn CD. Và tiếp theo các bác để ý nó có chữ là tune. Có những con nó ghi chữ tune thôi, nhưng có những con nó ghi là tune control, hoặc là có những con nó chỉ ghi chữ deck đây các bác. Là chữ deck này. Thì các bác hiểu cái nút đấy là nút nó có thể tắt mở cái hiệu ứng âm thanh các bác nhá. Ví dụ hiệu ứng âm thanh nó gì là chỉnh bass chat, thì các bác nhấn vào chẳng hạn thì là nó sẽ chỉnh bass chat được, còn nhả ra nó sẽ không chỉnh bass chat được. Đấy, đấy là con âm ly nào như vậy. Nó chỉ thay mỗi cái chữ tune hoặc là deck hoặc là tune control. Đấy là ba cái tên này. Nên con này nó ghi cả ba luôn các bác. Đó. Tiếp theo là cái phần low lớt này là cái phần kick bass chat. Các bác chỉ hiểu đơn giản là nó làm cho cái tần số thấp và tần số cao nó được kích lên để khi chúng ta nghe nhỏ chúng ta nghe đủ các giải. Đó, các bác chỉ hiểu đơn giản thế thôi. Còn cái CD deck này có những con có con không thì các bác không quan tâm những cái nút này nhá. Cái nút này các bác nên tắt bỏ hết cho em. Những cái nút mà có những cái nút kiểu này thì các bác nên tìm hiểu. Các bác muốn dùng thì các bác nên tìm hiểu, nhưng mà theo em thì các bác tắt bỏ hết. Đó, những con nào mà có các bác tắt. Và tiếp theo nữa là bên này là cái nút ba lăng này các bác. Ba lăng này thì đây là loa trái, loa phải. Đó, cái này ba lăng thì quá đơn giản rồi. Bass chat thì các bác biết rồi. Đó, vận chỉnh bass, chỉnh chat, thêm main bass. Tiếp theo là main và remote. Có những con nó không ghi main remote, có những con nó ghi như thế này các bác. Có những con nó ghi là cầu A, cầu B đây. Ví dụ có những con nó ghi này này các bác. A này và A cộng B đấy, nó ghi cầu đấy các bác. Đó. Nghĩa là A là gì? Remote là gì? A với remote hay là main này nó đều là, các bác thấy chữ main hoặc remote thì các bác hiểu là main này nghĩa là chính các bác nhá. Main này nghĩa là chính, theo tiếng Việt dịch tiếng Việt là chính, nghĩa là kênh chính. Remote này là phụ, nghĩa là kênh phụ các bác. Đấy, có hai kênh, kênh chính và kênh phụ. Các bác chọn kênh nào đằng sau tương ứng này các bác. Ở đằng sau thì nó có một cái tương ứng là kênh remote hay là kênh chính này các bác. Đây. Ở đằng sau nó sẽ tương ứng này các bác. Nó sẽ ghi là main, remote hoặc những cái con này nó sẽ ghi là kênh. Như con này nó sẽ ghi là kênh A hoặc kênh B này các bác. Đây, spec A. Spec B nghĩa là kênh A, kênh B. Đó các bác. Thì nó rất là đơn giản thôi. Thì các bác, ví dụ các bác cắm loa vào cầu A này. Đấy, âm dương của bên R và âm dương của bên L. Thì các bác, nghĩa là các bác đang chọn kênh A. Thì các bác sẽ vặn cái nút ở bên này đây các bác. Vặn cái nút bên này đây. Là A cho em, là chọn cầu A các bác nhé. Đây. Off này là không kêu các bác.
chọn cầu A. Nhiều bác mua âm ly về không bật cái này lên, cứ mở hết cái nọ kia là không kêu, xong là gọi điện cho em là âm ly hỏng thì rất là ngại, quan ngại vấn đề đấy, và gửi lại cho em thì em chỉ bật mỗi cái này lên là nó kêu, em lại gửi lại cho bác, rất là mất công các bác ạ, rất là khổ. Nói chung là buôn bán em nhiều thứ khổ lắm các bác, nên các bác hãy giúp bọn em là lên tìm hiểu kỹ và lên xem kỹ. Tiếp theo là đây là những kiến thức rất đơn giản cơ bản của các bác. Tiếp theo là cái kênh lần dưới là remote thì cũng tương tự, là hoặc là ở bên này ghi là kênh B các bác, cũng tương tự các bác nha. Các bác chọn cái này, các bác vặn cái nút sang bên kênh đấy. Đó cái phần vấn đề vào và ra loa. Đó, thế là cái cơ bản của những chiếc âm ly. Thế là chúng ta khi chúng ta có âm ly, chúng ta chỉ cần đấu như vậy là các bác có thể nghe nhạc được rồi. Còn việc chỉnh bát chét thì hay nào tùy tai mỗi người, cái đấy em không can thiệp. Em sẽ không hỗ trợ các bác, bởi vì cái đấy các bác tùy các bác thôi. Tiếp theo là em sẽ đi xuống, đây là những dòng âm ly cổ nhá. Những dòng âm ly cổ đời nó cao, nó chiếc CD. Tiếp theo những dòng âm ly cổ hẳn là không có CD đấy các bác. Để nhận biết là nó là không có chiếc CD các bác nhé, nghĩa không có cổng vào CD, là những chiếc âm ly cổ hẳn. Thì cách sử dụng nó cũng tương tự các bác. Tương tự thôi. Giống hết cái lần trên. Đấy, như vừa em nói, giống hết cái lần trên, không có gì các bác. Đi vào tuner thì các bác chọn tuner AUX, đi vào chọn AUX, chỉ không dùng hai cổng phono. Hai cổng phono các bác không dùng các bác nhé. Đây, phono đây các bác. Đó, phono không dùng, tất cả loại âm ly có chữ phono không dùng các bác nhé. Không dùng. Và có những con nó ghi là đây các bác đây, nhìn đây. Pre Pro là cái dề đấy các bác, và cái công suất. Đây là cái dề out công suất vào. Đấy, thì cái này là cái cầu chữ U các bác. Cái này thì các bác, em khuyên các bác nhé, cái cầu chữ U này này có rất nhiều nơi người ta khuyên các bác dùng, thì em khuyên các bác không được dùng, không nên dùng, bởi vì làm gây các bác nổ và bụp hỏng loa. Đấy, còn cái việc mà đấu theo cầu chữ U để cải thiện chất âm thì em thật sự các bác là em chưa bao giờ, em chưa một cái kênh nào trên thế giới là ghi nhận là đấu cầu chữ U cải thiện chất âm. Đó là chỉ cách để người ta kết nối và người ta có những cái thiết bị mà nó chuyên dụng, nó có thể thay thế cái mạch dề lần trong cái con âm ly này, thì các bác mới sử dụng cái đấy. Còn những cái con lọc xì hay những con dề ở bên ngoài, thường các bác mua chỉ 2-3 triệu đến 4 triệu, thì các bác yên tâm là nó sẽ không bao giờ nó tối ưu bằng cái con dề có sẵn trong âm ly. Em nói thẳng luôn, trừ khi các bác mua những con dề đến 20-30 triệu thì các bác mới sử dụng cái tính năng này. Em khuyên các bác không sử dụng cái tính năng này nhá. Tốt nhất các bác không nên dùng cái này. Đấy, khi nào các bác đạt đến trình độ master rồi thì các bác không cần phải tìm hiểu về cái này, các bác tự biết luôn. Đấy, nhưng mà những bác mà chưa biết thì em khuyên các bác không nên dùng cái này. Nhưng mà em vẫn giới thiệu là nó đơn giản, nó chỉ là một cái đường tín hiệu xuất ra từ cái cổng dề của con âm ly, và cái đầu này đầu đón tiếp để mà cho đi vào đường công suất của âm ly. Đơn giản vậy thôi. Nhưng mà các bác khi đấu cầu chữ U này thì nó sẽ gây nổ cái bụp, bởi vì là khi đấy các bác đấu những thiết bị ở bên ngoài nó không đồng bộ, nó sẽ gây nổ cái bụp, nói chung là rất nguy hiểm cho âm ly và loa. Các bác không nên sử dụng cái này các bác nhé, khuyên các bác không nên sử dụng. Bác nào mà đã bác học đến cỡ mà dùng cái này rồi thì các bác sẽ không cần phải xem video này, bởi vì các bác đã quá biết rồi. Đó, thì cái này trước hết các bác tập chơi không nên sử dụng cái này nhé, không động vào cái này. Cái cầu chữ U này nghiêm cấm, không động vào các bác, rất là nguy hiểm. Đó, bởi vì nó không cải thiện được nhiều, mà thậm chí không cải thiện được, thậm chí còn không tốt bằng. Nên các bác không nên động vào. Đó, thì tiếp theo cái cầu A, cầu B nó như vừa nãy em nói đấy. Cầu loa, cầu A, cầu B chọn như bình thường thôi. Âm dương, đơn giản thế thôi. Còn những cái bên này các bác không quan tâm nhé. Cái chữ tab, record deck này thì các bác không quan tâm các bác nhé. Các bác không quan tâm, không sử dụng đến. Các bác chỉ quan tâm đến chữ phần input này, chỉ dân chữ tuner và AUX này các bác cắm vào thôi. Tất cả các âm ly các bác nhìn thấy chữ CD này và AUX hoặc là tuner hoặc AUX này, các bác biết chắc đấy là cái đường vào, các bác chỉ đơn giản thôi, không cần phải biết là nó ghi chữ gì, nhưng chỉ nhìn thấy là CD hoặc là AUX này cả. Chắc chắn đấy là đường tín hiệu vào, còn đây là đường ra loa, đơn giản vậy thôi. Thì ngoảnh đằng trước những con âm ly cổ này là có cái gì? Đây các bác nhìn đây, những con âm ly cổ thường nó có cái này đây các bác. Đó, nó sẽ hơi tối các bác, để em sẽ làm nó sáng lên. Đây các bác nhìn thấy không? Nó ghi chữ mode này và tab copy và monitor này là gì? Monitor là cái cách chọn tiếng. Đấy, cái cách chọn âm. Chọn âm là gì? Đây là suộc, suộc ở đây nghĩa là nguồn. Nghĩa là khi chúng ta gạt cái này xuống là nó
là chọn vào những cái cổng táp ở bên đằng sau, nhưng khi chúng ta chỉ sử dụng CD và AUX, các bác gạt hết về suộc cho em nhé. Tất cả những con âm ly các bác gạt hết về chữ suộc để cho em. Đó. Ví dụ như đây, những con âm ly này đây các bác. Những con âm ly này đây, nó cũng có chữ táp 1 và táp 2 và suộc thì em cứ để, các bác để giữa cho em nhé, là suộc. Có những con suộc nó ở trên nhưng các bác cứ chọn cái suộc cho em nhé. Suộc nghĩa là nguồn, nguồn tín hiệu. Đây chúng ta đang đánh cái chế độ chọn nguồn tín hiệu là CD và AUX đấy. Suộc này nghĩa là nguồn tín hiệu các bác. Chúng ta chơi bằng nguồn tín hiệu, chúng ta không chơi bằng táp. Đó, thì tất cả chúng ta đều sử dụng bằng nguồn tín hiệu nên chúng ta phải sử dụng cái suộc này. Các bác chọn suộc nhé, tất cả các âm ly các bác đều chọn suộc. Và cái này các bác cũng chọn suộc cho em luôn. Tất cả, còn Sister Gel hay có những con có, những con không thì các bác cứ chọn Sister Gel cho em nhé. Đó, đấy là những con âm ly cổ, nó sẽ có cái đấy. Tất cả con âm ly cổ các bác cứ chọn suộc cho em, nó sẽ kêu. Đấy, và đơn giản thôi. Và đây là chỉnh bass chết, low lớt và tune các thứ, nó cũng giống như con lần trên thôi, không có cái gì cả. Đấy là cái lưu ý tiếp theo là dành cho những con âm ly cổ cái cần gạt suộc này các bác nhé. Các bác để nhớ cái chữ suộc này, cho các bác nhìn lại này, cái chữ suộc này các bác để đúng suộc em, các bác gạt lên đây sẽ không kêu đâu, để giữa đem nhé. Có những con suộc nó ở lần trên này thì chúng ta phải gạt lên trên, nhưng mà thường nó để ở giữa các bác. Rồi đấy, cái phần vấn đề là chọn cổng vào đơn giản thôi. Còn khi chúng ta chọn tuner thì đây cũng như cái kia, nó chọn cổng đây. Ví dụ ta cắm vào AUX thì cả bật xuống AUX, cắm vào tuner thì bật lên tuner. Đó, phono 1, phono 2 không dùng. Đó, hai cổng vào, đơn giản thôi. Còn tiếp theo là con âm ly, dòng âm ly số này đây, nó mới làm một cái vấn đề để cho các bác, cho các bác xem đây. Thì em sẽ quay đằng sau con âm, những con âm ly số đây, đời rất là cao. Âm ly số này thì nó, các bác nhìn nó rất là nhức đầu đúng không các bác? Rất là nhức đầu. Thì các bác nhìn đây, nó có chữ CD này, tuner và phono, nó giống hệt những cái con âm ly này thôi. Còn những cái kia các bác không quan tâm các bác nhé. Thì các bác cứ chọn cho em cổng vào là tuner hoặc CD thế thôi, hoặc AUX, một trong ba cái đấy, không chọn cái gì cả. Xong rồi mọi thứ các bác vẫn như thế kia. Và có một điểm lưu ý nữa là tất cả những con âm ly đa kênh này, nó có chữ phone này các bác đây này. À, tất cả các cầu loa các bác nhé, các bác cứ nhìn thấy cầu nào cứ nhìn chữ phone spec này thì các bác đấu vào đấy các bác nhé. Đầu phone, cái cổng phone này là cổng full, là tiếng full các bác. Đó thì các bác đấu vào đây cho em. Còn ở dưới sẽ ghi là center hay là jack cái gì đó thì là các bác không quan tâm. Nếu các bác chỉ đánh hai chiếc loa là một đôi loa như vậy các bác, thì các bác cứ chọn cho em cái phone này nhé, đấu vào phone cho em. Đó, cái kênh phone này các bác. Đây, phone này này. Đó, các bác lưu ý nhé, tất cả những con âm ly số cứ cổng nào ghi chữ phone này các bác gắn loa vào đấy là nó chạy. Và cái việc chọn kênh cái thứ nó giống hệt những con lần trên thôi, nó khác nhau là nó có màn hình, đơn giản thế thôi các bác. Đây, em sẽ cắm một con âm ly số lên cho các bác xem thử, con có màn hình đây. Nó rất là đơn giản. Đây, ví dụ con này đây, em cắm lên cho các bác xem. Đây các bác, ví dụ đây con âm ly số đây thì các bác nhìn AUX chưa, bật lên cái nó hiện AUX hoặc là hiện bất kỳ cái gì thì các bác đây, nó có chữ input đây các bác, chọn input này các bác. Đó, khi các bác xoay nha các bác nhé, khi các bác xoay này này, có để ý đây, khi chúng ta xoay cái input đây thì nó sẽ chuyển cho các bác thấy không. Đó, ví dụ các bác cắm AUX thì các bác chọn AUX cho em, hoặc các bác cắm vào CD các bác chọn đúng CD cho em. Đây CD đây. Đấy, tuner này, các bác cắm vào tuner, các bác chọn tuner cho em. Đấy, đơn giản thế thôi. Nó sẽ có màn hình, hoặc là có phím bấm. Các bác cũng giống hệt những con âm ly kia thôi. Nói chung là tất cả con này nó đều giống nhau hết. Nó chỉ khác cách là cách chọn thôi các bác. Đấy, khác này cách để nút thôi. Còn đâu, từ cái chữ thứ nó các bác cứ cắm vào cổng nào, các bác chọn cổng đấy. Đơn giản, mới bát chép, đơn giản. Đây, spec đây các bác, là cầu đây. Spec là cầu A, cầu B đây. Để nhìn phát là biết đây là cầu A, cầu B rồi. Các bác ví dụ đấu vào cầu A thì các bác dí cầu A cho em. Đấu vào cầu A lẫn cầu B, bấm cả hai cho em. Đó, đơn giản vậy thôi. Còn đây, effect này là cái gọi là cái hiệu ứng âm thanh. Đấy, các bác để off hay là để on tùy các bác nghe thế nào thấy hay các bác chọn. Đó là cái lợi thế của những con âm ly đa kênh, là nó có rất nhiều hiệu ứng âm thanh và nó chỉnh được bass chết. Đó là cái lợi thế của nó. Cái nhược điểm nó là rất là khó sử dụng. Các bác nhìn đây là khó sử dụng với những bác mà
cao tuổi đó, và cái lợi thế của nó nữa là giá nó rẻ, công suất nó cao, đơn giản như vậy thôi. Đấy các bác, đấy là một cái lưu ý. Ví dụ các bác, ví dụ đây là cái mặt của con âm ly này đây, nhưng đây là con âm ly số, em tưởng tượng đây là cái đít của nó, đây là cái mặt của nó. Ví dụ em cắm tín hiệu vào CD chẳng hạn, đây cắm tín hiệu CD như này đấy các bác, đó thì các bác sẽ đằng trước các bác sẽ chọn cho em là Snake này, chọn này các bác, chọn vào CD, quay đến CD cho em, đó CD này các bác, thế là nó kêu thôi các bác. Đây là volume to nhỏ này, đơn giản vậy thôi các bác, rất là đơn giản. Còn có thể những cái phím này nó bấm, có những con bấm sẽ bị im các bác nhá, thì các bác chú ý những cái gì mà nó bấm bị im thì các bác bấm đi bấm lại cho em, kết nối loa và bấm lại. Tùy mỗi con nó sẽ có mỗi cái chỉnh một, nhưng mà nếu từ bây giờ em sẽ rút kinh nghiệm, em sẽ bán mỗi con âm ly số ra, em sẽ giới thiệu các bác cũng như là hướng dẫn từng con một luôn. Nhưng đây là cái cơ bản cho các bác biết. Và một điều lưu ý cuối cùng của video nữa là các bác là tất cả những thiết bị Nhật các bác nên, tất cả các thiết bị Nhật các bác nha, các bác không bao giờ cấm kỵ được cắm vào điện 220V các bác nhé. Cắm vào điện 220V là nó hỏng, nó cháy luôn. Các bác phải cắm vào điện 100V các bác nhé. Em ưu tiên các bác dùng điện 100V. Đây các bác, điện 100V. Điện 120V cũng được, nhưng mà những cái ngày khí hậu nó nóng thì các bác không nên dùng, bởi vì nó sẽ gây nóng âm ly. Các bác cứ dùng 100V em là đẹp nhất. Đây nhỉ, em tất cả thiết bị em đều sử dụng 100V. Đó, thì đó là cái lưu ý cuối cùng, và cái lưu ý rất là quan trọng của cái phần điện này. Các bác chỉ cần sai lầm một cái là các bác vứt bỏ âm ly luôn. Rồi thì các bác có nhu cầu thì các bác hãy điện thoại, số điện thoại của em là 098 119 3686. Em giao hàng toàn quốc. Xin chào các bác. Các bác thấy video hữu ích thì các bác nhớ nhấn nút like giúp em. Và cảm ơn tất cả các bác trong thời gian qua đã ủng hộ em rất là nhiều. Xin chào các bác.